Ôi đôi, cái này là cái gì ấy? À, có con chuối này, con chuối xào với ngọt đu đủ này. Vâng, bây giờ gọt này ra về trong xào cùng với ngọt đu đủ này nó được. Nó tính được à? Mấy nghìn? Cháu bán cùng với lại ngọt này là 10.000. 10.000 là một cái này một cái kia. Vâng, đúng rồi, 2 cái. Về đéo ăn được thì vất vẹ đi. Vâng, ăn ngon lắm ạ. Đấy bác xảo có 5.000. Vâng, vâng, vâng. Quả dưa nương này bác lấy ăn thử đi. Bác không thích ăn. Ôi dồi, sao cái này dài này? Đây quả hoa chuối nó to, có quả to quả nhỏ. Ôi dồi. Cái quả nhỏ bác lấy cho bác 2 quả. Quả to thì lấy 1 quả. Thôi bác lấy quả bé này bác ăn 2 quả. Bác lấy quả bé. Vâng, đấy, vâng, đấy. Ôi dồi, bây giờ chúng mày nói quay đi thuốc về thử được bác. Ăn những cái quả như tùm như thế này thôi. Có lấy ngọn đu đủ không? Lấy rồi. À lấy rồi à? Vâng 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 vâng, em cảm ơn nhé. Đừng đưa đi chị. Đưa lương ăn thử đi. Nhá. Đưa lương em bán 5.000 1 quả, quả to, 5.000 quả bé thì lấy 2 quả. Đây em cầm này chị cứ chọn ở dưới đây. Em lấy ngọn đu đủ. Đây này, bên dưới này còn nhiều mà, đây này. Quả này nhá, lấy thêm đi, lấy thêm quả nữa, lấy được gì đây. Quả này chỉ nó mềm. Quả này chỉ có lấy bất kỳ quả. Nói cho quả dưa đi. Cân. Chắc lấy 2 cân đi. Thế một quả. À, nó như nhau hết đấy con ạ. Chẳng qua nó khác nhau mỗi cái vỏ đấy. Đây là gọi là dưa gì cháu? Dưa nương con ạ. Dưa nương á? Vâng, dưa này là giống dưa của người mèo ấy. Ăn nó như thế nào? Ăn nó dẻo dẻo, dai dai, mềm mềm. Thế nó giống dưa chuột không? Không giống dưa chuột mà nó thơm. Quả này là quả nào ngon hơn cháu? Dạ. Quả nào nó cũng nhau rồi đó. Có quả to, quả nhỏ thôi. Quả đấy không? Chứ bây quả đấy toàn quả to, đấy quả đấy bé nữa. Đấy. Lấy quả này ăn. Ôi dồi ôi, cái túi này cái sách này. Bây giờ cháu lấy 2 túi thôi. 3 cân. Này có kim giống này, người Mông, người mèo cầm này. Chưa già đâu nhỉ? Dạ. Chưa già đâu. Đây là ngang như gì đấy. Bác ơi, bác giúp cháu đấy. Bác đây nhá. Để người nhà làm long. Nhưng mà cái quả này không đẹp đâu. Dạ. Mấy ngày đâu. Bên trong nó có vị sâu rồi. Mình bảo các bạn này cho bên ngoài thì mình gọt như thế nào. Em có thấy cái nào ở nhà. Trong các cái cầm 3 ngày nay lại đỡ hẳn 3 ngày em cháu rồi nhá. Chưa được ra đây 3 tiền cân. Không có. Có thêm tí này. Cân. À không, cái này còn bỏ ra. Cái này nó ra ấu ấy. Chắc phải gần đến sau rồi hái các bạn chờ nó chín á. Vâng, gặp nó mát xuống. Chưa gần bờ đất à? Mày có phải thuê ra lấy về đến nhà không? Cái này 5.000 một bó nha. Nhưng mà cái này mấy bó kia còn mấy bó quấy bán này 7.000 2 bó anh đấy. Vâng. Đấy, cái này em trồng trên nương ấy. Đấy, anh lấy cái cộng vào ở đây. Cả bé bé ăn ngon. Ui, anh trồng kéo ấy. Cái này nó non. Anh lấy thêm 1-2 quả đi, cho nó chắc được 1 cân. Thêm quả này đi. Cân cho em đấy. Đấy, cân 1 tư. Đấy, bao tiền nhỉ? Này 7, này 8, là 15.000. Ôi, đúng không anh? Anh đi xa không? Anh đi xa anh xem anh cái túi. Thế được rồi. Cảm ơn anh nhá. Quả to này là cháu thì chỉ làm giống thôi, nhưng mà vui bán luôn. Bán mỗi thứ một ít. Bác ơi, cháu bán hết rồi, cháu về trước nhá. Nhập từ sau cháu phải bán đấy bác. Bún tươi là to nhất là to thêm giò chả xám ạ. Cháu ơi. Cháu nó xanh chút vào cái tiền rồi. Lắm rồi. Bún là không gì. Dạ vâng, cậu lấy một cái mà. Bụng thôi mà. Mic này nè, mic nhỏ này nè, mic nhỏ chỉ biết xoa bụng thôi. Chị ăn miếng thịt cho ăn nhá. Mua đầy thịt về rồi này. Ăn miếng thịt cho mà ăn. Thôi, để mở cửa vào nhà đã. Vào nhà đi Mic. Nè, 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 làm bên này, nè, 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 ăn nhá, ăn ngon, chành nhau nhá. Ăn hết thịt nhanh chứ. Ăn nhiều vào. To lớn đấy. Wow.